Chào tất cả các bạn. Các bạn thích xe, các bạn mê xe, các bạn ghiền xe. Thì hôm nay mình có chuyến về miền Tây các bạn. Thì xe mình đang chạy là chở là full tải 6 người các bạn, 6 người lớn á. Thì cũng như là full tải rồi. Trên xe cũng có một số đồ vali để đem về cho nhỏ cháu nó sử dụng, nó chơi Tết mấy ngày các bạn, thì cũng như là full tải chở cũng ba cái vali bự các bạn. Hôm nay mình đi full tải thì mình sẽ test thử chiếc Xpander 2022 bản tơ điện nhôm nha các bạn. Mình test giờ thử cái độ im, độ đầm chắc, rồi cái mức tiêu hao nhiên liệu. Thì những cái clip mà mình chia sẻ đó, có một số bạn thì cũng hỏi là xe mới lấy về mà chạy sao nó báo tới là 10 lít trên 100 km. Thấy là các bạn hơi hoang mang, thì sẵn đây mình làm cái clip mà chia sẻ về cái mức tiêu hao nhiên liệu luôn các bạn. Thì cái trạm này bây giờ nó bỏ rồi, trạm Sài Gòn Trung Lương nè, nó chưa có thu phí cái lại. Bắt đầu mình vô cao tốc nha các bạn. Thì cái mức tiêu hao nhiên liệu này mình chạy trên cái chế độ Eco á, nó sẽ báo là cái đoạn mình đi á, là trung bình là bao nhiêu lít xăng trên 100 km. Thì thực tế thì có nhiều bạn nói là báo không đúng, thì thật ra thì cái cảm ứng mà các bạn nó báo thì nó không thể nào chính xác 100% được đâu, nhưng mà nó tương đối là nó cũng cái mức độ mà chính xác là tương đối các bạn, chứ không phải là nó báo ảo. Nếu mà nó báo ảo thì người ta chả gắn vô làm gì các bạn. Thì tại vì mình chạy thì nó đâu có thể nào mà nó tính toán mà nó báo tức thì được. Thì cái cảm ứng á, nó sẽ dò là cái mức mà mình cái ga, cái dòng tua máy của mình đó các bạn. Thì cái đoạn đường dài thì nó báo mới tương ứng được, chứ còn các bạn chạy trong vòng vài trăm mét hay là vài 3 km thì không thể nào nó tính toán được đâu. Thì do đó thì khi mà mình đi đường trường đó, thì mình mới tính toán được và cái mức độ nó có chính xác hay không. Bây giờ mình đang vô bắt đầu cao tốc, thì hôm nay đường thì xe cũng hơi khá là nhộn nhịp các bạn, nó cũng không phải là đông lắm. Cái đoạn này thì nó đang hạn chế tốc độ là nó cho chạy có 60 rồi các bạn. Qua cái đoạn này nó sẽ cho mình chạy 100, thì xe tương đối đông thì mình cứ điều ra mình chạy 70, 80, 90. Thì cái này nó hạ cái tốc độ xuống còn có 100 mà. Thì mình chạy khoảng 80, 90 là vừa các bạn. Còn một phần nữa là mình chở gia đình thì mình cũng chạy từ từ vừa phải thôi, không có gấp gáp gì các bạn. Thì trước mặt mình có chiếc xe tải á, do nhiều khi người ta chở hàng quá, ta bán trong dịp Tết, thế thì tranh thủ chạy, còn mình đi chơi đi du lịch thì chạy trung bình thôi. Thì camera mình vẫn gắn trên trán các bạn, cái góc quay của mình quen thuộc của mình. Thì cái mức tiêu hao nhiên liệu nó có nổi trên cái bảng tắp lô đồng hồ á, nhưng mà chắc có lẽ là camera quay không có rõ được. Vì hiện giờ thì cái mức độ tiêu hao nó khoảng hơn 6 lít các bạn, hơn 6 lít trong 100 km. Thì từ từ á, con kiếp nó mới đo, nó tính toán, nó sẽ báo lên.
chứ không thể nào mà nó báo một lần mà chính xác được. Có thể là mình chạy cái thời gian, cái lộ trình mình đi xa đó, thì cứ điều ra vậy nó tính toán nó sẽ báo lên. Thì nãy giờ mình chạy điều ra các bạn, vô đây mình chạy rất là điều ra luôn. Thì tuy rằng có chuyển lên nhưng mà cũng là cái tốc độ nó cũng bình thường, mình không có giảm ga, không có thốc ga. Thì bây giờ cái mặt đồng hồ nó báo là khoảng 6.7 các bạn. Thì một chiếc xe 7 chỗ mà chở phương tải đi trên cái đường trường mà trong cao tốc mà nó báo là 6.7 thì mình thấy rất là ok rồi các bạn, rất là yên tâm mà. Thì có thể là mình chạy vòng tua cao hay là trong những đường đông thì nó hay ngã tư đường xanh đường đỏ thì có thể nó hao hơn. Theo mức công bố của nhà sản xuất thì đi đường trường thì nó chỉ có 6.2 thôi. Rồi đi nội đô khoảng 7 lít mấy các bạn. Rồi đi đường hỗn hợp nữa thì mình thấy nó cũng rất là chính xác. Hiện giờ mình đang chạy là khoảng 6.6 thì mình chạy một đoạn nữa nó sẽ báo lại chính xác nữa các bạn, chứ bây giờ thì mình mới vô cao tốc mình chạy được có một đoạn thôi. Nhưng mà xe chạy rất là mượt các bạn, rất là nhẹ nhàng. Tuy rằng full 7 người nhưng mà cái khi mà mình móm ga các bạn, nó cũng là thấy khắng khích lắm. Tức là đạp ga là dậm ga là nó giọt, dậm ga là nó giọt á. Khi mà mình vượt xe vượt đầu thì cũng rất là ok các bạn, rất là khỏe luôn. Thì đường cao tốc Sài Gòn Trung Lương này tương đối nó cũng láng các bạn, nó cũng rất là im, thì nó cũng không có ồn, cái độ ồn nó cũng không có cao lắm mà nó cũng không có chồng chành. Tuy rằng mình chạy có lúc 90% luôn á nhưng mà cảm nhận xe nó không chồng chành các bạn. Thì thí dụ mình đi với bạn bè thanh niên không thì mình chạy khác các bạn. Mình đi chở có phụ nữ thì hôm nay trên xe mình thì có má mình nữa, do đó mình chạy cũng từ tốn chút xíu, chạy sao mà cho người ngồi trên xe đó nó không cảm thấy mệt, không có say xe. Mình có một bạn nữa là nói chiếc cái Thunder này của bạn á, bạn mua thì cái ga nó rất là cái thắng các bạn, cái thắng nó rất là sốc, nó không có im. Thì cái đó là do mỗi người chạy đó các bạn, cái cách thắng nữa, chứ không phải mình nói về chiếc xe không đâu. Thì các bạn mà mới lấy bằng lâu năm nhưng mà chạy ít thì các bạn chưa có kinh nghiệm nhiều, thì trong cái thắng đó, các bạn thắng nó đột ngột quá thì nó gây ra cái tình trạng là khách nó chúi nhủi các bạn, thì dễ bị say xe lắm. Thì cái cách thắng là mình sẽ từ từ mình quen, mình thắng nó dụ dụ đó các bạn, dịu dịu đó, đừng có thắng gấp quá. Trừ trường hợp bất khả kháng cái chuyện gì đó đừng có thắng gấp. Còn như ngã tư đường xanh đường đỏ, đường đông kẹt xe thì mình thắng dìu chiếc xe gần tới đích đó các bạn, là mình nhả thắng ra, chứ mình đừng có ghìm thắng luôn. Thì xe khi nó ngừng lại đó là nó sẽ gặt một cái, là cái hành khách nó phải gục gặt cái người phía trước các bạn. Và cái người mà dễ bị say xe đó là ta đi thì chịu không nổi đó. Bây giờ cái mức tiêu hao của mình là nó tụt xuống lần lần rồi các bạn. Trong những cái clip gần đây thì cũng nhiều bạn quan tâm, là cũng hay hỏi mình hay là ý kiến đóng góp, mình rất là trân trọng luôn các bạn. Thì do đó là những cái chuyến hành trình mình đi mình hay quay lại mình chia sẻ để các bạn xem tham khảo, những bạn mà cũng mới nhận xe, rồi những bạn chuẩn bị nhận xe, rồi Tết nhất này nó có những cái chuyến hành trình đi chơi, đi gia đình du lịch đó, mình xem mình tham khảo với nhau. Chứ ở đây mình không có phải là một cái kênh review đánh giá xe hay là một cái kênh quảng cáo gì vậy các bạn. Kênh của mình là du lịch và xe, tính cách chia sẻ thôi.
thì lưu lượng xe đông thì mình chạy tốc độ khoảng 80 các bạn, còn có chạy 100. Thì có những cái xe người ta gấp ra đi thì người ta xào chẻ người ta đi, còn mình cứ từ tốn mình đi thôi các bạn. Xưa thì mình hay chạy những cái xe chấm lớn, chẳng hạn như là Fortuner nè, nó 2.4 chạy dầu. Rồi mình có chiếc Isuzu MU-X 1.9 cũng chạy dầu. Rồi mình cũng lái Innova chạy xăng. Rồi những dòng sedan đó các bạn. Thì cái chiếc Defender này thì mình cũng mới mua gần đây. Mới có mấy tháng các bạn, xe mình chạy thì mới có 6.000 mấy trăm km thôi. Thì cái chấm nó nhỏ thì lúc đầu mình cũng nghĩ nó không được mạnh lắm, nhưng mà thật sự khi mà mình cảm nhận những cái tháng qua đó, mình thấy cái xe này nó rất là ok các bạn, rất là ngon. Thì cứ theo phân khúc đó thôi chứ mà mình không có thể nào so với những cái xe chấm lớn được các bạn, không so sánh với cái xe chấm lớn được. Ồ, vô cao tốc mà chạy có 6 lít 700 cây. Tới cao tốc là ghé quán ăn, quán Minh Tâm. Đã ghé mua. Nói là còn ta giờ khen giỏi. Quy lớn rồi. Bà nói sao hả? Ta lớn rồi. Lái luôn đi. Cứ lát vô quán à. Trời ơi, không có quay camera không à. Em nói chuyện chết thiệt chứ. Đây gì vậy, nó đậu à. Đậu xăng, đậu xăng. Sau khi mình đổ xăng bắt đầu mình tiếp tục hành trình các bạn. Thì bắt đầu mình ra đây mình sẽ nhập làn. Thì mình cũng lưu ý các bạn mà mới lấy bằng á, trước khi nhập làn mình phải tăng tốc độ cho nhanh nha các bạn. À, quan sát. Quan sát là mình mới nhập làn thì tốc độ mình nhanh đó, nó còn một dải tốc độ như chiếc xe sau các bạn, người ta lên đó, thì mình ra chậm quá thì nó rất là nguy hiểm, do đó là các bạn phải đạp ga tăng tốc cho nó nhanh trước khi nhập làn các bạn. Liền cũng khỏi tâm.
bạn với nhau mà nó cũng không cho tao vô ha. Ô, mẹ màu cùng màu luôn này, đời trước đời trước cái đèn nó khác lên. Như là Fortuner gã đời mất khí vậy đó. Cái đèn nó nhỏ lại nó thon. Nó nhỏ thon mới đẹp. Có đường đi, có đường đi vô. Có đường đi vô, bự bê tông. Cũng xi măng mà nó đại không biết mấy em. Chứ sao? Xe Isuzu MX của tao đâu mất rồi. Chạy trước hả? Ủa sao hả? Chắc đèn đèn bên trái phải không? Ủa Fortuner. Đó. Chạy trước. Nếu mà trước là chiếc đó đó rồi nó mới trẻ qua đó. Phải đó Fortuner. Dí theo nó coi. Khỏi hả? Ra đây đi ăn rồi. Đâu, không cho qua luôn. Cho qua thôi. Xe nói đuôi mà có gì đâu. Đó, nó kìa. Giống như cái chiếc xe này chấm nhỏ chứ bốc lắm Lan ơi, đạp là giọt á, nó giới nè, bốc lắm á, xe xăng bấm cái này cả lương, cái nó lên cả lương quắt cái nó lên, xe xăng nó bốc hơn xe dầu. Ô má mẹ ta bảy mẹt mẹt đó, cái chiếc mẹt gì đi không gì đâu. Ừ, 29K Hà Nội nha. Không, mẹ qua 2 tỷ mấy cũng được rồi. Ý là nó phát mấy dạng dòng vậy đó. Một bít trăm nó mua 2 tỷ rưỡi là xe nó có dây tự động á năm. Tới chỗ nào hẹp ấy rồi đó, nó bấm cái tự dây vô đi, nó ngồi xe. Cái nhà mình á là mình bấm, mình gài vô bộ nhớ là tới đó là tự nó dây vô nhà mình á. Vô cái cổng nào nó hẹp á. Ừ, rồi cái kiểu ra Sài Gòn mà mấy cái chỗ ấy á, hình như 2 tỷ rưỡi trở lên mới có chức năng đó. Sao? Fortuner có rồi. Không, ý mình loại cái mẹt á. Ý là giá tiền mà cỡ như Fortuner cỡ 1 tỷ 3, 1 tỷ 4 rồi có. Còn mẹ thì sẽ 200 đó, ngoài 2 tỷ rồi. Nhưng mà dễ xuống. Nữ đồ đi ra Sài Gòn đồ khỏe không? Không, 200 chứ, mẹ 200 chứ cũng đẹp. Nó rẻ nhưng mà nó cũng dạng xe sen rồi. Như xe 200 là rẻ nhất á. Đó có người ta mà được voi đòi tiên, không có xe hơi, trong được có chiếc xe hơi chạy đã phải không? Có cái đổi đời mới này kia. Rồi xe ngốc á, bởi nó không đổi đâu, xe nó đi được rồi, đổi sao không nói, xe phải đổi. Xe phải đổi, nói sao không đổi. Tức là mình chạy qua 80 là nó kêu nó đờn cái nó báo rồi mà mình tốc độ nó lên cao rồi đó. Nó đờn cái cho mình nghe mình biết là mình đang lên tốc độ cao phải không? Ăn rồi uống. Uống được rồi đó.
ta khoái à tiếp. À tiếp cũng 900 mấy hả anh Năm? Thì nó cái Camry mà nó trên Vios. Vios là tới Atis tới Camry. Ý là Atis nó cũng bền, nó cũng như Camry vậy đó. Camry nhìn cái chắc chắn là như nồi đồng của đá vậy. Atis này cũng nồi đồng của đá nè. Có ngoài Vios thì nó mỏng manh. Nhưng mà Camry nó sang hơn. Nó hơn hơn bậc. Mazda kìa. Hồi xưa là cái dòng Mazda là nó xấu nhất, là em ghét nhất luôn, mà giờ ra chiếc nào đẹp lắm. Nghe có chiếc Mazda CX-5 mà còn đổi không? Đổi mà nó chạy thời gian phải à. Ngộ vậy đó. Nga nó qua Hyundai hả? Nó qua Honda. Ờ Honda. Thì Honda với Hyundai giống nhau. Còn Tuấn Anh thì Hyundai. Hai chồng chồng chiếc vợ chiếc chạy sướng ha, xe ai nó chạy. Xe ai nó chạy. Tại vì đi làm chi con này được con. Hai vợ chồng hai chiếc xe thấy nó phí quá hả? Ừ. Mình yếu vốn mình thấy phí, người ta có vốn mạnh. Ừ, thì mình thương. Cái kiểu như mà nó bởi vì giờ cái cuộc sống xã hội nó thay đổi rồi, nâng cấp rồi. Ý mình nói phí là phải nâng. Hồi xưa có gia đình có chiếc xe là ngon rồi, bây giờ hai chồng hai chiếc luôn. Con đi học chiếc xe hơi không? Quá trời. Xe giờ mua cái xe đời mới cũng rẻ, mấy trăm xe. Trước tụi đi học đó không? Nghe, tụi anh đi làm, mà nó đi làm ở Củ Chi xa. Giờ yếu vốn mua 700-800 cái là có xe mới ngon à. Đâu phải như là vô đó làm từ sáng đến chiều. Có thể em đưa trước đó. Chủ động. Ồ mà chạy vậy mà có 6 lít 5 nè, thấy không? Lan. 6 lít rưỡi nè. Ghê không? 7 lít 2 xuống 7 lít 6. Vô cao tốc thì nó đều ra hơn nó hạ xuống. Còn nãy mình chạy hoài nó kẹt xe. Xe đông. Ồ 7 chỗ đi full tải mà có 6 lít rưỡi à. Xe này nay đi full tải rồi chạy thấy cũng vậy à. Nó cũng nhẹ nhàng, không có thấy nặng gì. Lúc trước đi mình với tao 7 không được đi 3 người á chạy. Mình tính là chở nặng là nó yếu lại, thấy đâu có yếu gì đâu. Thì ba ông đi chơi vui ha. Thì tính rủ mày đi á, mà lọt sọt của mình mày không đủ. Để ba ông đi quậy cho nó đã. Tiếm hồi. Ủa quỷ được không? Ủa mà đi mình chết. Không đi, phải đi xứ này xứ kia, cứ đi Đà Lạt hoài. Phải đi An Giang, Chi Tôn nè. Chứ ông Út Được cũng theo tao đi phượt xe máy một chuyến rồi, ông Bảy cũng đi hết chuyến 30 thật rồi chứ mà. Nhưng mình hiếm anh em mà đi chung gì. Đi Tà Đùng. Tà Đùng đi sáng đi chiều về ớt.